Thúy Ngân hiếm hoi lộ diện sau nghi vấn hẹn hò nhan sắc có vượt ải Cam Thường. Tối 17 tháng 11, Jun Phạm chia sẻ bài đăng mới trên trang cá nhân. Nam ca sĩ sinh năm 89 đăng tải bức hình bên Thúy Ngân diễn viên. Kèm theo hình ảnh này, Jun Phạm viết: "Đi làm mà tưởng đi cắm trại." Thúy Ngân mặc trang phục đơn giản thoải mái gây chú ý khi để mặt mộc ít son phấn. Dù bị Jun Phạm dìm, nhưng Thúy Ngân vẫn tự tin vượt ải với thần sắc rạng rỡ. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp tươi tắn của Thúy Ngân. Đây là lần hiếm hoi Thúy Ngân xuất hiện sau khi vướng tin hẹn hò với Jack. Trước đó Thúy Ngân gây lo lắng vì để lộ dấu hiệu sụt cân, thân hình gầy gò, cánh tay khẳng khiu. Sáng mùng 9 tháng 11, cư dân mạng xôn xao lan truyền thông tin diễn viên Thúy Ngân hẹn hò với ca sĩ Jack. Cặp đôi đã bí mật hẹn hò suốt 2 năm, nghi vấn rộ lên từ clip hậu trường ở chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Thúy Ngân vô tình để lộ danh sách liên lạc gần nhất có một người được lưu với cái tên là anh chồng yêu. Netizen liền phát hiện ra ngay ảnh đại diện của anh chồng yêu giống với bức ảnh của Jack. Sau khi bị soi bằng chứng tình cảm, Thúy Ngân đã lên tiếng trên mạng xã hội: "Sáng mở mắt nghe tin chấn động, để tôi yên dùm đi, đừng có giỡn nữa, hỏng vui, tôi ế." Nữ diễn viên cho biết hiện tại đang độc thân nhưng không phủ nhận chuyện hẹn hò với Jack suốt 2 năm qua. Về phía Jack, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng. Thúy Ngân sang thăm nhà ST Sơn Thạch, ngại ngùng vì gặp sự cố bất ngờ. ST Sơn Thạch cười ngớt khi đăng đàn bốc phốt bạn tốt Thúy Ngân sang nhà chơi, mà cứ mãi ở lì trong toilet. Thúy Ngân nổi tiếng là nữ diễn viên trẻ thực lực của làng giải trí Việt. Cô sở hữu nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim đình đám của màn ảnh nước nhà. Không những trong sự nghiệp diễn xuất, Thúy Ngân còn có duyên với nhiều game show thực tế. Cô là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình nổi tiếng. Về đời tư, Thúy Ngân sở hữu nhiều mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao hàng đầu V-Biz. Đặc biệt, cô chơi thân với Ninh Dương Lan Ngọc, ST Sơn Thạch và nhiều lần tạo nên tiếng cười với các đồng nghiệp. Mới đây, ST Sơn Thạch chia sẻ hình ảnh Thúy Ngân đến chơi tại nhà riêng của mình. Tuy nhiên, người em thân thiết bất ngờ gặp sự cố ngại ngùng, khiến anh chàng không khỏi bối rối. Cụ thể, khi không thấy Thúy Ngân trong nhà, ST Sơn Thạch nhanh chóng đi tìm xung quanh. Lúc phát hiện cô đang cắm hoa trong toilet, khiến anh không khỏi dở khóc, dở cười. Động trời, em gái mình, nữ diễn viên Thúy Ngân. Qua nhà mình chơi, nhưng vào phòng thư giãn lò mò cái gì cũng nửa tiếng đồng hồ. Mở ra mới biết đang cắm hoa. Ủa là cắm dữ chưa? Rồi sao vô đó cắm vậy em ơi? Dưới bài viết, Thúy Ngân thanh minh là vì muốn trổ tài nữ công gia chánh cho ST Sơn Thạch thấy, nhưng lại khá toan. Nhiều netizen đề nghị lần sau Thúy Ngân trổ tài cắm hoa hãy vào nhà bếp hoặc phòng khách, không cần ngồi lì trong nhà vệ sinh khiến chủ nhà cũng bàng hoàng. Chưa dừng lại, nữ diễn viên còn hấp hồn khán giả với nhan sắc thăng hạng. Cô thường xuyên dựng những bộ cánh cá tính rạng rỡ, phù hợp với độ tuổi khiến ai cũng suýt xoa khen ngợi. Đặc biệt, Thúy Ngân chăm chỉ diện đồ khoe vòng eo con kiến, nhưng ngầm phủ nhận hình ảnh lộ bụng ngấn mỡ trước đây. Đám cưới ngọt ngào của Thúy Ngân và ST Sơn Thạch. Đám cưới cặp đôi ST Sơn Thạch và Thúy Ngân diễn ra tại một bãi biển thuộc resort 5 sao ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đám cưới diễn ra trong không gian riêng tư với người thân gia đình, bạn bè thân thiết hai bên. Dàn khách mời gồm những gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt như Thu Trang Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Chuân Phạm, Hòa Minh Di, Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Đại Nghĩa, Minh Tú, Quang Trung, Quốc Khánh, Kiều Lê, Hoa hậu Khánh Vân, v.v. Họ diện trang phục đẹp theo tông màu quy định, tụ hội chúc mừng cặp đôi. Khách mời cũng tranh thủ chụp nhiều ảnh đăng tải lên trang cá nhân để chung vui cùng người hâm mộ giữa khung cảnh cát trắng biển xanh. Trong đám cưới, chú rể ST Sơn Thạch đã có những chia sẻ đầy ngọt ngào đến cô dâu Thúy Ngân. Anh xin cảm ơn em đã luôn yêu thương ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện, dù có thử thách sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta đã vượt qua cùng nhau. Để hôm nay chúng ta đến một chương mới của cuộc đời. Trước sự chứng kiến của cha mẹ, người thân và anh chị em đồng nghiệp thân thiết, anh chắc sẽ không thể thốt vì lời thề đôi khi chỉ là lời nói suông nếu mình không làm được. Nên anh sẽ chỉ làm những điều vẫn làm hàng ngày cho em, để em cảm nhận được đó là những gì anh luôn yêu thương em. Cảm ơn em, cục vợ của anh yêu em. Thúy Ngân, tôi chăm đi chợ, giỏi nấu ăn hơn khi về quê. Thúy Ngân cho biết cô đang có những ngày nghỉ nhẹ nhàng bên gia đình ở Tiền Giang, cũng như nhiều đồng nghiệp khác. Đây là kỳ nghỉ dài nhất của Thúy Ngân ở quê, sau hơn 10 năm lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghệ thuật. Nói về cuộc sống ở quê, Thúy Ngân cho rằng nhàn nhã nhưng không rảnh rỗi. Hàng ngày cô dành thời gian xem phim, nghiên cứu diễn xuất của các ngôi sao quốc tế, tập thể dục, học nhảy. Xem phim giúp tôi tích lũy vốn sống, trau chuốt khả năng diễn xuất, hòa mình vào trải nghiệm của nhân vật để tìm kiếm cảm xúc tươi mới. Trong khi đó, việc tập nhảy giúp tôi năng động dù ở nhà, cô lý giải. Ngoài ra, thời gian biểu một ngày của Thúy Ngân còn làm các công việc của gia đình như đi chợ, nấu ăn, rửa chén, tưới cây. Thúy Ngân không ngại khi nhiều khán giả nhận ra mình mua đồ ở chợ. Mọi người nhớ vai Hân của tôi, ai cũng nói ghét nhưng rất thương cô Hân của Gạo Nếp Gạo Tẻ.
Vì vậy, tôi được các tiểu thương giảm giá khi đi mua đồ, cô kể. Trong thời gian ở nhà, Thúy Ngân cũng tập trung học nấu ăn, luyện tập nữ công gia chánh. Cô thử nấu nhiều món như canh chua, thịt kho trứng. Cô tự nhận khả năng nữ công gia chánh của bản thân tiến bộ. Những ngày sống chậm, tôi học cả cách yêu thương, chia sẻ và nghĩ cho người khác. Khi mình yêu thương nhiều hơn, các mối quan hệ cũng tốt đẹp hơn. Nữ diễn viên rút ra. Nhiều người cũng thắc mắc về mối quan hệ của Thúy Ngân với vợ của cha, cũng như các em cùng cha khác mẹ. Thúy Ngân khẳng định những ai ở cạnh tôi hiện tại đều là gia đình, và khi đã là gia đình thì tôi luôn có tình yêu thương. Các em rất ngoan và nghe lời tôi. Điều tôi hạnh phúc nhất là nhìn nụ cười của cha. Có lẽ cha đã rất vui khi tôi về nhà. Tôi nghĩ mình may mắn. Để chứng minh mối quan hệ gắn bó với các em, Thúy Ngân khoe ảnh được em gái chụp ở nhà. Cô cho rằng những hình ảnh tâm huyết của em gái khi bắt từng khoảnh khắc đẹp của chị chứng tỏ em thương mình thế nào. Theo Thúy Ngân, cuộc sống êm đềm ở quê giúp cô thoát khỏi những áp lực của công việc, nghề diễn. Vì vậy, nữ diễn viên cho rằng thời gian ở quê như được nạp năng lượng, chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới. Thời gian qua tôi chỉ quay cuồng với công việc, quên mất những giá trị tinh thần của bản thân và tình cảm gia đình. Cô tâm sự, khi trân trọng nhiều hơn giá trị tinh thần, Thúy Ngân cho hay không bận lòng quá nhiều với những ồn ào xung quanh mình. Thời gian qua cô vướng nghi vấn hẹn hò Trương Thế Vinh. Nói về chuyện này, cô trả lời, chúng tôi là những đồng nghiệp hoàn hảo. Vừa qua chúng tôi đóng chung phim, thực hiện đúng những yêu cầu của đạo diễn. Tôi cần thời gian chọn lựa người phù hợp để gắn bó lâu dài trong cuộc sống. Với tôi, công việc và gia đình là hai thứ quan trọng nhất. Khi không đi diễn, tôi ở nhà quây quần chăm sóc ba, cô tâm sự. Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong năm qua, Thúy Ngân cho hay cô muốn thay đổi nhiều phong cách để tạo sự mới mẻ trong mắt khán giả. Trước đây, khán giả ấn tượng với nữ diễn viên ở sự nữ tính dịu dàng. Bước sang tuổi 29, Thúy Ngân thường chọn các trang phục gợi cảm, khoe số đo hình thể chuẩn mực. Tôi thử phá cách xem khán giả đón nhận Thúy Ngân mới thế nào. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được thử thách ở nhiều lĩnh vực. Cô nói về việc thường xuyên xuất hiện với trang phục gợi cảm. Trường Giang tiết lộ bí mật của Thúy Ngân. Trong đám hỏi Puka Duyên Tuấn Kiệt, Trường Giang bất ngờ ẩn ý tiết lộ chuyện Thúy Ngân nghỉ làm ở công ty cũ. Nam diễn viên nói Thúy Ngân là em gái rất hiền, rất xinh, và vừa rồi tiếp câu nói lấp lửng của người anh, ST nói thêm khai trương âm thầm. Trường Giang công khai đẩy thuyền ST với Thúy Ngân khiến cả hai sượng đỏ mặt. Nam diễn viên trêu đùa ST làm bến đỗ hay trạm dừng nghỉ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại bình luận, tin hot quá chú Giang ơi, chú bật mí thêm đi. Trường Giang mắt tay lắm, mối đầu thắng đó nha. Thời gian qua, netizen còn cho rằng Thúy Ngân và ST Sơn Thạch là cặp đôi đang bí mật hẹn hò của showbiz Việt. Không ít lần Thúy Ngân lên tiếng nói rõ mối quan hệ với ST Sơn Thạch. Cụ thể có lần nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết. Thúy Ngân cho biết do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi. Tôi thấy dễ thương, miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại. Mình chỉ ghép cho vui thôi mà. Ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi. Mấy bạn ghép đôi đừng bị suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau. Cặp nào cũng đẹp hết, vì trong mắt người khác thấy đẹp họ mới ghép. Thật ra chuyện các bạn đẩy thuyền đâu quyết định được tình cảm của cặp đôi, mà do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn đẩy thuyền thì họ mới yêu nhau. ST Sơn Thạch đưa Thúy Ngân đi lựa nhẫn cưới chuẩn bị cho hôn lễ năm nay. Hôm nay ST Sơn Thạch đưa Thúy Ngân đến thế giới kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh để lựa nhẫn cưới. Được biết cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng trong tháng này. Bây giờ Thúy Ngân và ST Sơn Thạch cùng nhau đi lựa nhẫn cưới chuẩn bị cho hôn lễ. Thúy Ngân lựa chiếc nhẫn cưới vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, đính một viên kim cương to như hột mít và được ST Sơn Thạch hết lời khen vì cô lựa chiếc nhẫn rất đẹp. ST Sơn Thạch lựa cho mình chiếc nhẫn tinh tế sang trọng, đính một viên kim cương ẩn dưới chiếc nhẫn nhìn vô cùng đẹp mắt. Được biết cặp nhẫn cưới của Thúy Ngân và ST Sơn Thạch trị giá hơn 6 tỷ đồng, nên có thể thấy được độ chịu chơi của cặp đôi. Dự là đám cưới của cặp đôi cũng sẽ vô cùng hoành tráng. Với khán giả làng giải trí Việt, ST Sơn Thạch chưa bao giờ ngừng nhận được sự quan tâm. ST là chàng trai có tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Trước kia anh chỉ lấy nghệ danh là ST, nhưng lo lắng nhầm lẫn với Sơn Tùng nên nghệ danh kèm theo cả tên Sơn Thạch. Anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí khá sớm với việc đảm nhận vai trò ca sĩ diễn viên. Chàng trai có phong thái lịch lãm, cách nói chuyện hài hước nên luôn nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Từ nhỏ ST đã theo học múa ba lê nên về khả năng vũ đạo của nam ca sĩ rất tốt. Tiếp nối sự nghiệp học hành từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sơn Thạch tiếp tục theo học tại trường trung cấp múa tại trường Cao đẳng Múa thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là bước đệm tuyệt vời để Sơn Thạch phát triển con đường ca sĩ về sau. Sơn Thạch luôn cố gắng hết mình trong công việc, dù ở dự án âm nhạc lớn hay nhỏ, anh đều dành hết tâm huyết, tinh thần. Cộng với tài năng, chàng trai đã thành công rất sớm, nhưng sự thành công lớn nhất của Sơn Thạch trên con đường ca hát chính là được khán giả yêu mến và ghi nhận.